cần chuyển nhượng 9.000m² đất trang trại Quế Võ Bắc Ninh. Diện tích 9.000m², mặt tiền 60m. Vị trí của trang trại cách ngã 6 thành phố Bắc Ninh 2,5 km là vị trí vô cùng đắc địa để làm nghỉ dưỡng cuối tuần. Trang trại có 6 hạng mục xây dựng có diện tích như sau. Thứ nhất, nhà điều hành có diện tích 69,8m², hoàn thành xây dựng năm 2006. Thứ hai, kho chứa và sơ chế nông sản có diện tích 179,2m², hoàn thành xây dựng năm 2006. Thứ ba, chuồng trại chăn nuôi có diện tích 776,1m², hoàn thành xây dựng năm 2006. Thứ tư, chuồng trại chăn nuôi có diện tích 255,6m², hoàn thành xây dựng năm 2006. Thứ năm, nhà kho có diện tích 126,9m², hoàn thành xây dựng năm 2006. Thứ sáu, nhà kho có diện tích 20,8m², hoàn thành xây dựng năm 2006. Thời hạn sử dụng đất đến năm 2054, có thể gia hạn tiếp. Hiện tại đang hoạt động ổn định, mỗi năm mang lại cho gia chủ cả tỷ đồng tiền nông sản và các hoạt động khác. Chi tiết liên hệ Mr. Minh 0968 473 666.